Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và nay sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua carbon mới nhất về tại Quảng Nam, Elzo. Vâng, đây là một mẫu xe carbon được sử dụng nguyên bộ group của 105. Với chiếc xe có hình thức cực mới các bác nhé, 95%. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, các bác có thể tìm trên Google về thương hiệu chiếc xe này. Các bác có thể đánh EDGE đây. Bicycle là thương hiệu trên khung xe. Thì có rất nhiều những trang web của châu Âu. Em sẽ ấn vào một trang web mà em đã tìm hiểu ở đây. Đấy, như các bác thấy, trên trang web này thì bán rất nhiều về các dòng road này, MTB. Em sẽ đánh vào đây. Vâng, bán rất nhiều khung của chiếc xe của các của thương hiệu xe này, toàn bộ đều khung carbon các bác nhé, rất là cao cấp, được xuất sang thị trường châu Âu. Đây một trang web làm khung, công nghệ nhuộm khung của châu Âu. Và như em vừa giới thiệu thì chiếc xe này có bộ khung rất là chất lượng, đến từ các quốc gia châu Âu, được thiết kế xe màu trắng đen các bác nhé, rất là khỏe, rất là sport. Trên khung xe những đường vân rắn carbon. Xe cực mới 95%. Hầu như em không thấy một vết xước nào trên xe cả. Khung carbon. Nếu các bác muốn tìm về thương hiệu hay là cái gì của xe thì đánh lên Google đấy, đánh chữ EDGE các bác nhé. Cụ phanh 3 mảnh. Đùi đĩa trục rỗng của Brewin, đùi đĩa hiệu. Đĩa nhôm các bác nhé. Gạt đĩa của 105. Phủ đề 105. Chiếc xe này chỉ đạp lướt một vài lần thôi nhưng mà hình thức rất mới. Bộ lip đây, lip và xích còn rất là mới. Càng carbon luôn các bác nhé, càng carbon có thể lấy những vân carbon này. Sốt của châu Tích của Pháp. Ghi đông của Uno 6061, siêu nhẹ các bác nhé, nhôm siêu nhẹ, ghi đông là một nhôm siêu nhẹ. Tay lắc cao cấp của Shimano 105. Toàn bộ đồ phụ tùng trên xe thì rất là mới. Nhưng vừa lướt qua thì em chưa thấy một vết xước ở. Trên khung xe có một cái tem. Không phải tem đó nhưng mà in thẳng trong xe luôn. Bê đan bạc đạn. Xe vẫn được sử dụng bộ lốp 700 x 23C, lốp thông dụng của dòng xe đua, anh gọi xe lốp. Cái dòng carbon này thì siêu nhẹ rồi, yên thì rất là êm đó nhé, yên cũng rất là mới.
Không có một vết chảy xước nào hết. Phóng im đa hoan. Đồng con da rắn này. In 3D rất là đẹp. Rồi bây giờ sẽ đi đo chiều cao khung đứng của xe. Con xe có chiều cao khung đứng là 48. Ngang là 50 các bác nhé. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đến 1m73 có thể đi với xe này. Sử dụng 11 tầng lít. Lên lít, ngủ đề là 105. Rồi chuyển động rất là tốt. Từ lúc mà là 105. Bên tay phải em là bộ đùi đĩa 2 tầng của Blue, gạt đĩa của 105 lên đĩa bằng chuyển động rất là tốt, không một lỗi gì cả, cũng quay rất là bon. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe đua carbon SR đến từ thương hiệu châu Âu. Chiếc xe được trang bị ở bộ group của 105 và khung carbon các bác nhé, khung càng carbon. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 13.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe, lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.